Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin nóng 24 giờ của báo Tuổi Trẻ. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2016 gồm những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền cho người cai nghiện ma túy tại nhà hoặc cộng đồng. Đồng Tháp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm. Người dân An Giang ùn ùn hiến đất để lấy nước tưới tiêu chống hạn. Kiếp trực khiến nữ sinh ở Đắk Lắk bị cưa chân, thừa nhận thiếu kinh nghiệm. Bắt giữ đối tượng 63 tuổi hiếp dâm bé gái 6 tuổi. Tiêu điểm hôm nay là phóng sự điều tra khi bảo hiểm xe máy xuống đường bán rồng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành 4 tuyến đường trung tâm nhằm làm tăng giá trị khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2016. Đó chính là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trong chuyến thị sát quận 2 vào sáng nay. Dự án 4 tuyến đường chính ở khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm đại lộ Vòng Cung, đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn và đường Châu Thổ. Đường ven sông có tổng chiều dài khoảng 11,9 km, trong đó gồm hệ thống đường giao thông hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 8 cầu qua sông Rạch, 2 cầu cạn và 2 kè được đầu tư xây dựng đồng bộ hiện đại. Sau hơn 2 năm thi công và đến nay dự án đạt được 65% khối lượng. Tổng mức đầu tư của 4 tuyến đường chính là hơn 12.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành 4 tuyến đường chính cùng với cầu Thủ Thiêm 1, đại lộ Đông Tây và các cầu Thủ Thiêm 2, 3, 4 sẽ hình thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh cho khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông cửa ngõ phía đông thành phố. Kể từ ngày 21 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện quyết định về chế độ hỗ trợ tiền đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình cộng đồng trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình cộng đồng được hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị các cơn, mức 400.000 đồng một người một lần chấp hành quyết định. Với các trường hợp có nguyện vọng được chuyển đến các cơn giải độc tại các cơ sở xã hội công lập của thành phố thì được hỗ trợ một lần với mức 1.260.000 đồng một người 15 ngày. Trước tình hình khô hạn kéo dài, tỉnh Đồng Tháp đã công bố địa phương này có 6 trên 10 khu vực có rừng đang ở mức nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm. Cụ thể là đoàn kinh tế quốc phòng 959 có khu vực rừng phòng hộ biên giới, vườn tràm quốc gia Tràm Chim có 3 khu vực dự cháy rừng cấp 5 là khu A5, khu Gò Tre và Gò Lau Vôi. Trại giống Động Cát có khu vực ở Lô 3 và rừng tràm Bắc Tháp 10 có khu vực bờ bao kênh Hội Đồng Kỳ. Ngoài ra còn có 6 khu vực có dự báo cháy rừng cấp 4 cấp nguy hiểm có khả năng cháy lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết, mực nước các nơi trong tỉnh thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, ít mưa, có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Tại An Giang, hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất để chính quyền địa phương nạo vét và mở rộng kênh mương nhằm có đủ nước phục vụ sản xuất. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng khi người dân đã biết sát cánh trong nỗi lo chung cùng với các ngành chức năng trong bối cảnh hạn hán đang ngày càng khốc liệt. Bà con nông dân xã Phú Hữu, huyện An Phú đã tự nguyện hiến đất để nạo vét mương Xẻo Gòn nối với kênh Bảy Trúc, đưa nguồn nước tưới lên ruộng lúa và hoa màu ở khu vực này. Trong đó có 400 hectare màu đang bị khô hạn vì không có nước tưới. Ước tính tổng số đất do dân đóng góp cho công trình này hơn 1 tỷ đồng. Chi phí nạo vét mở rộng kênh khoảng 500 triệu đồng do ngân sách địa phương đầu tư. Dù đã nhờ đến chính quyền huyện Sơn Anh, tỉnh Nghệ An đứng ra can thiệp, nhưng bà con trồng ớt vẫn chưa đòi được số tiền 262 triệu đồng từ nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Xuất nhập khẩu Nông lâm sản Thanh Hóa. Sau nhiều năm phối hợp đôi bên cùng có lợi, vụ ớt vừa rồi, công ty này mở rộng diện tích trồng ớt ra 6 xã của huyện Sơn Anh với tổng diện tích 33 ha. Tuy nhiên, đến thời kỳ thu hoạch ớt thì Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Xuất nhập khẩu Nông lâm sản Thanh Hóa báo bị đối tác trả lại hàng do không đạt yêu cầu xuất khẩu nên ngừng thu mua của bà con. Thế nhưng, số nợ 262 triệu đồng từ đợt ớt đầu mà bà con bán cho công ty, đến nay công ty cũng không thanh toán. Bà con nông dân rất bức xúc vì sao khi chính quyền vào cuộc mà nợ của bà con cũng không được giải quyết. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 3, phóng viên truyền hình Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Y Tâm, người trực tiếp tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi, 16 tuổi, học sinh lớp 10, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, dẫn đến bệnh nhân này bị cưa chân. Tại buổi gặp, lãnh đạo bệnh viện và bác sĩ điều trị thừa nhận việc thiếu kinh nghiệm và chuyên môn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho tương lai nữ sinh Hà Vi và một lần nữa gửi lời xin lỗi đến bệnh nhân Vi và gia đình. Về những giải pháp để hạn chế trường hợp tương tự, bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, giám đốc bệnh viện cho biết trước mắt sẽ nhắc nhở nhân viên phải làm đúng quy trình của bệnh viện và Bộ Y tế quy định. Khi có dấu hiệu bệnh dự đoán xấu, phải có những quyết định kịp thời và nhanh chóng chuyển lên tuyến trên nếu bệnh viện không thể xử lý. Thời gian qua, những ai đến bệnh viện quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đều dành thiện cảm cho một nhóm bạn trẻ hay chở miễn phí những bệnh nhân nghèo về nhà mỗi khi xuất viện. Đó là đội xe ôm tình nguyện thuộc quận đoàn quận 10.
Thành lập từ năm 2014, ban đầu chỉ có 4 thành viên, nay đội xe ôm tình nguyện này đã có đến 80 người. Ngoài số cán bộ đoàn, đoàn viên trên địa bàn, đội xe ôm còn thu hút nhiều sinh viên và cả những người lao động muốn làm công việc đậm sự sẻ chia này. Đội chia làm nhiều ca trực trong ngày, mỗi ca có từ 6 đến 10 thành viên với phương châm khi bà con cần là có ngay. Mô hình hoạt động này đã và đang nhận được sự đồng thuận cao của xã hội. Quận đoàn 10 sẽ tiếp tục kết nối nhiều bệnh viện và nhân rộng trong thời gian tới để giúp được nhiều người lan tỏa những chuyến xe ấm tình thiện nguyện. Thời gian qua, câu chuyện bánh mì từ thiện đã được nhân rộng ở nhiều nơi, tô đậm nghĩa cử tốt đẹp của tình người. Sau thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Phú Quốc, thùng bánh mì từ thiện đã có mặt tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Thùng bánh mì từ thiện này được đặt tại số 468B, đường 21 tháng 8, phường Bảo An, do anh Trần Thanh Giang, chủ tiệm bánh mì Thanh Giang tổ chức. Mỗi ngày anh đặt hơn 100 ổ bánh mì và bảo quản làm sao để bánh được nóng giòn. Những người lao động nghèo ở Phan Rang, Tháp Chàm đã rất cảm động trước tấm lòng của anh. Còn anh Giang chỉ nghĩ đơn giản khi xem tin tức, thấy thùng bánh mì từ thiện ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Huế, anh rất xúc động. Mình lại làm nghề bán bánh mì, tại sao không thể tổ chức một thùng bánh mì từ thiện? Thưa quý vị, câu chuyện bảo hiểm xe máy được bày bán tràn lan trên nhiều tuyến đường với giá rẻ đã thu hút dư luận trong thời gian vừa qua. Nhiều điều đáng lo ngại xung quanh vấn đề này, như việc bán rong như vậy đã không đúng về mặt pháp lý, lại còn tồn tại nhiều rủi ro đối với người trực tiếp tham gia bảo hiểm, và quyền lợi của người mua bảo hiểm gần như không còn. Tại sao lại có tình trạng này? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong một tiêu điểm ngày hôm nay. Tại một điểm bán bảo hiểm xe máy trên đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, người bán ra giá 60.000 đồng cho bảo hiểm xe máy bắt buộc và tự nguyện. Tuy nhiên, khi chúng tôi nói không mang đủ tiền, thì ngay lập tức nhân viên bán hàng nhanh chóng giảm giá xuống còn 50.000 đồng, thậm chí 40.000 đồng. Cái bảo hiểm xe này á, ta bán cho người ta là 50 này. Giá của đại lý là 66, còn ở đây là 50.000. Còn nếu mà không mang đủ tiền á, thì bớt nắng chỉ được 40.000 á. Điều đáng nói là những thông tin được ghi trên bảo hiểm rất sơ sài, thiếu số khung, số máy, địa chỉ, số điện thoại người mua. Có trường hợp chỉ ghi tên chứ không ghi họ hay chỉ ghi biển số xe. Thậm chí cũng có thể mua về để tự điền thông tin. Khi chúng tôi hỏi là mình không mang theo giấy tờ gì hết thì có mua được bảo hiểm không? Chúng tôi đã nhận được câu trả lời thật sự ngỡ ngàng với cách bán bảo hiểm mới lạ này. Để được bán bảo hiểm là phải cần giấy tờ rồi gì không anh? Không, em chỉ cần em lấy nguyên lốc cái này đúng không? Là 5 tờ đi, rồi nhân 27 lên, rồi em lấy về. Rồi sau em trả lại cho anh á, thì anh trừ số tiền lại cái này. Mà đưa là có cần ghi số khung, số máy hay là cái gì không anh? Nói chung em ghi đầy đủ cho anh, chỉ cần thế này là được rồi. Cái này này. Tên. Cái này, thì ngày tháng năm, cái này được. Có gì ạ? Có à, 1 năm 2 năm à? Điều này chứng tỏ thực tế mua bán bảo hiểm quá đơn giản, nhân viên bán bảo hiểm không nghiêm túc ghi thông tin khách hàng, việc chi trả bảo hiểm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong các điểm bán bảo hiểm rong ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay phần lớn do Thuận và Thành quản lý. Trong vai người có nhu cầu mua bảo hiểm xe máy để bán lại, trưa 21 tháng 3 2016, chúng tôi gặp Thuận tại một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ngỏ ý muốn mua số lượng lớn để bán, Thuận đồng ý cung cấp bảo hiểm xe máy có đóng mộc Petrolimex cho chúng tôi với giá 27.000 đồng, bao gồm bảo hiểm tự nguyện và 22.000 đồng nếu chỉ mua bảo hiểm bắt buộc, với điều kiện photo chứng minh và hộ khẩu để làm tin. Ngoài ra, không cần hợp đồng hay giấy tờ gì khác. Theo Thuận, anh thuê và đang quản lý một nhóm bán bảo hiểm xe máy ở đường 3 tháng 2 và đường Lý Thái Tổ, quận 10. Mỗi người bán ở đây hầu hết là sinh viên được Thuận thuê bán với giá 150.000 đồng một ngày, bán 8 tiếng. Nếu chúng tôi muốn bán phải tránh xa địa bàn do Thuận quản lý. Thời điểm trước Tết và những ngày lễ thì Thuận làm ăn khấm khá. Đi về hướng quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gặp Thanh đang bán bảo hiểm ở cầu vượt khu công nghệ cao. Theo Thanh, anh quản lý các điểm bán từ cầu Sài Gòn đến khu du lịch Suối Tiên và đi giao bảo hiểm giá rẻ cho các điểm bán lẻ quận Bình Tân, Thủ Đức. Mỗi tờ bán được, Thanh lời từ 20 đến 30 ngàn đồng. Thanh cho biết, thời gian sau Tết có vẻ khó khăn hơn nhưng vẫn làm ăn được. Dễ dàng mua bán và người bán thì không có giấy tờ pháp lý hay hợp đồng. Chưa nói đến chuyện thông tin khách hàng sau khi bán được quản lý không chặt và thậm chí là không lấy thông tin. Điều này đã khiến quá trình trả bảo hiểm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi có rủi ro xảy ra. Thì chúng tôi thấy rằng như vậy thì rất là rủi ro.
và người mua sẽ bị từ chối vì các cái thông tin này, như tôi vừa nói, nó không được lưu giữ trong hệ thống của doanh nghiệp bảo hiểm. Do đó khi xảy ra những rủi ro đó thì cái người mua họ chịu thiệt thòi. Chúng ta cũng không nên mua bảo hiểm ở ngoài đường như vậy. Thứ nhất là khi rủi ro xảy ra đó thì cái thiệt hại trước hết là thuộc cái người mua, bởi vì nếu căn cứ vào những cái quy định pháp luật đó, thì cái những cái cá nhân này bán đó, nó rủi ro xảy ra thì cái sau này có những cái tranh chấp đó, thì rất là cái người mua rất khó được cái hưởng những cái bảo hiểm mà mình đã đóng. Ngày 21 tháng 3, Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Rức, 63 tuổi, ngụ tại xã Tân Bình để làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là T, 6 tuổi, ngụ ấp Tân Thành. Cha em đi làm ăn xa và khi mẹ vắng nhà, ông Rức dụ em sang nhà chơi, cho bánh kẹo ăn rồi thực hiện hành vi đồi bại. Được biết, ông Rức có vợ con bình thường. Tại thời điểm thực hiện hành vi, ông Rức trong tình trạng bình thường, không say xỉn. Theo kết quả giám định sơ bộ của Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang, bé Thư có dấu hiệu bị xâm hại. Và qua đấu tranh, ông Rức đã nhận tội về hành vi của mình. Ngày 22 tháng 3, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Tính, 32 tuổi, quê ở Đồng Tháp, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tính là nghi can đã dùng kim tiêm dính máu xông vào phòng trọ của chị Phạm Thị Tiến, 28 tuổi, ngụ Thủ Đức, khi chị này đang ở nhà một mình, uy hiếp để cướp tài sản vào tối 19 tháng 3. Sau khi ép nạn nhân giao nộp hai chiếc điện thoại di động, Tính tiếp tục yêu cầu chị này cởi nốt sợi dây chuyền đang đeo ở cổ. Khi đang tháo dây chuyền, chị Tiến gạt tay Tính ra rồi vùng chạy ra ngoài tri hô. Chị Tiến cùng người dân gần đó khống chế bắt giữ Tính cùng tang vật, giao công an phường xử lý. Tại cơ quan chức năng, Tính khai nhận từng nghiện ma túy và nhiễm HIV gần 15 năm nay. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, một thiếu niên ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã quyết tâm đoạt mạng của người bạn bằng những nhát dao chí mạng để rồi phải vướng vào vòng lao lý. Mặc dù sau khi gây án, gia đình đã đưa kẻ thù ác ra đầu thú. Tại phiên tòa, kẻ giết người cũng thành khẩn nhận tội và ăn năn hối lỗi, nhưng Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vẫn dành mức án 13 năm tù đối với Nguyễn Quang Quyết, 17 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Do bực tức vì bị Đạt đánh, Quyết mua ngay một dao Thái Lan tìm Đạt trả thù. Khi gặp nhau, Quyết đâm Đạt một nhát trúng ngay tim và nhát thứ hai vào phần đùi. Đạt đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Quyết cũng phải bồi hoàn cho gia đình nạn nhân 99 triệu đồng. Còn ở Bình Phước, sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Võ Thế Anh 60 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, tối 27 tháng 6 năm 2015, Thế Anh cùng nhậu với 6 người bạn. Khi có rượu, chỉ một vài lời nói sốc, nhóm đã ẩu đả với nhau. Thế Anh đã dùng dao bấm đâm hai người trong nhóm này. Trong đó, Lâm Sa Kinh bị mất sức lao động 36%. Phiên tòa lại là một lời cảnh báo về tình trạng nhậu nhẹt đang phổ biến ở nhiều vùng nông thôn hiện nay. Một tên cướp trên đường bỏ chạy sau khi giật đồ đã tông vào một người phụ nữ chạy xe máy làm người này gãy chân. Vụ việc xảy ra tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều hôm qua 21 tháng 3. Nạn nhân là bà Hoàng, 55 tuổi. Lúc ấy, bà đang đi qua giao lộ Lê Duẩn Pasteur, gặp phải tên cướp vượt đèn đỏ với tốc độ cao. Cú va chạm làm bà té ngã và gãy xương chân. Tên cướp cũng loạn choạng rồi tăng tốc bỏ chạy. Những người chứng kiến hết sức bức xúc nhưng không ai đuổi kịp tên cướp mà chỉ tập trung chăm sóc và đưa bà Hoàng đi cấp cứu. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy đã xảy ra trên đường Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay 22 tháng 3, làm cho một nam công nhân chết tại chỗ. Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút, hai nam công nhân điều khiển xe máy mang biển số thành phố Hồ Chí Minh đang trên đường đi làm. Khi vừa lưu thông qua giao lộ Trần Não Lương Định Của khoảng 500 m thì bất ngờ va chạm với xe khách 45 chỗ mang biển số 51B14040 đang lưu thông cùng chiều phía sau. Cú va chạm làm cả hai té ngã, trong đó một người không may bị bánh xe cán qua dẫn đến chết tại chỗ, người còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, bánh xe khách nằm ở phần đường dành cho xe máy. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một ô tô 4 chỗ đã hút văng xe máy làm một nam thanh niên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm hôm qua 21 tháng 3 tại ngã tư Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cú tông mạnh làm nam thanh niên và xe văng gần 50 m và bị thương khá nặng. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên điều khiển xe máy đã vượt đèn đỏ. Một vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra trên quốc lộ 80 thuộc tỉnh Kiên Giang đã khiến hai người nhập viện và hơn chục người khác thoát chết trong gang tấc. Xe khách 25 chỗ biển số Kiên Giang do tài xế Nguyễn Quốc Khải, 35 tuổi, điều khiển từ Hà Tiên về Rạch Giá đã tông trực diện với một xe tải nhẹ lưu thông chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh làm xe khách lao xuống lề đường, xe tải bị dập nát phần đầu.
tài xế và phụ xe tải bị thương nặng kẹt trong cabin. Người dân tại chỗ đã giúp đưa hai nạn nhân ra khỏi xe và chở đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Theo một số người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có gần 20 người nhưng rất may là không ai bị thương nặng. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Tin Nóng 24 giờ do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện xin phép được tạm dừng. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp qua số điện thoại, đường dây nóng và email được hiện trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị đón xem chương trình vào lúc 18 giờ tại địa chỉ tv.tuoitre.vn và tại tuoitre.vn. Thân ái chào tạm biệt.